Alo, xin chào các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình đã kiếm được cái Wow ô tô. Thế nên là mình sẽ thử đi giải sơ cấp với cái Wow ô tô này xem sao. Lái ô tô đi giải sơ cấp tí xem nào. Ok. Thì cái Wow ô tô này các bạn có thể kiếm ở trong cái nhiệm vụ hàng ngày bằng cách đổi 60 mảnh thì phải. Thì các bạn kiếm mảnh đấy ở trong cái vòng xoáy thường, xoáy khó, xoáy hùng, rất là dễ. Ok, 60 mảnh đấy có thể đổi được thôi. Rồi, đi ô tô thì mình thử từ từ xem nào. À, đeo cái kính, đeo kính vào cho đẹp xem nào. Ok thôi, không nói linh tinh như thế nữa, bây giờ mình sẽ vào đấu giải siêu cấp luôn, hạng 16. Ok, xem đầu tuần đi có ngon không đấy, đầu tuần đi toàn gặp 65. Wow, ô tô này nó là vũ khí thiên về thủ, nó là bản nâng cấp của bao lựu đạn thủ to hơn tí. Rồi tôi đầu rồi, may quá. À, từ từ để bỏ lên này. Bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu. Ủa, cũng có tơ này. Hay thế nhỉ? Xem nào, đang trúng không? Ok, liên kích rồi. Chết không? Đấy, các bạn thấy sự lợi hại của ô tô không? Trận đầu quá suôn sẻ. Ok. Xem nào. Lại 65 tiếp. Đúng đầu tuần đi toàn 65 luôn. Ôi, kiến đỏ rồi. Có phải là đi kiến gặp kiến đỏ này thường là sẽ bị băng đúng không? Xem họ bắn như nào đây. Chuẩn vãi. Sao lại bò vào đây thì băng kiểu gì? Ô, góc của đâu ra vậy? Ok, 79 lực bao nhiêu đây? Hơn 80 tí. Bạo kích hạt nhân. Ôi, rớt 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 không? Bắn này có bị mất tơn nhỉ? Thường bạo hạt nhân ra thường bị mất tơn. Rồi, một tơn bay và một tơn đam, không biết là có chết không. Rồi, hay quá. Mình sẽ bắn góc lực 72. Góc 72 lực bao nhiêu đây? Hơn 70 một chút. Ok. Không biết có trúng không? Giữa đầu. Khỏe vậy. Đam vậy không chết. Kinh vãi. Đúng mà kiến đỏ thủ quá là sâu. Cộng 1. Con góc gì đây mà sao lại cộng 1 ạ? Ơ kìa. 144 luôn. Kết thúc nhanh trận đấu nào. Chứ bắn 444 cho an toàn, chứ bắn 144 này có vẻ không an toàn lắm. Nhỡ dễ mít những cái tia cuối cùng. Không được có 1K8 máu một tia nhỉ. Thực sự là đối thủ quá trâu. Nhờ kỹ năng mình vẫn thắng.
Đi xe ô tô đẹp trai, đi chỉ win thôi. Hôm nay đi toàn 65, không biết là lần này không biết đối thủ chúng ta sẽ như thế nào đây. Toàn bazooka, lái kiến xanh này. Ô, kiến xanh đi cũng bằng à? Tưởng chỉ kiến đỏ băng thôi nhỉ. Rồi lần này họ băng chúng. Không biết sẽ làm gì tiếp theo đây. Tiếp tục là một tên băng. Lần này băng băng mít. Ok. Vậy mình sẽ sử dụng chiến thuật này. Núp. Mình sẽ sử dụng chiến thuật là núp. Đứng đây không có góc. Rồi xem lực bao nhiêu này, 70, 74. Mình bắn lực 74. Xem chúng không. Chưa đó không trúng mà gà quá. Chưa chưa bắt kịp được với trận đấu. Mít tuần đấy ngu người ấy nhỉ. Rồi bay sang rồi. Làm gì đây? Mình cũng bay sang bên kia rồi. Tí nữa để bay sang tận mép đằng kia đâu. Ok. Vị trí này khá an toàn rồi đấy. Không ném kiến rồi. Không biết có chúng không. Họ cũng đứng núp y như mình vừa nãy. Các bạn cứ đứng núp ở đây này, thường nó sẽ thuộc hạt nhân rồi. Không chết. Rồi. Chứ rồi đứng góc này thì làm sao mà bắn được đây. Rồi con này mình bắn bừa vậy. Trúng thì trúng, không trúng thì thôi vậy. Góc này cũng không biết bắn được gì. Ui dồi, tổ bén tận đi đâu này. Tự nhiên trận này bắn ngu người đấy nhỉ. Gà quá. Chúng không muốn nhìn cái cảnh tượng này thế nào. Rồi tiếp tục trận tiếp theo. Rồi 58 rồi. Sau bao nhiêu trận gặp 65 bây giờ cũng cuối cùng gặp anh 5x. Uầy. 5x tuần trước. Kinh khủng vậy. What the fuck? Đối thủ mạnh thế này sao 5x mà mạnh thế. Ôi không sao, cố gắng lên. Những trận tiếp theo xem có ổn hơn không. Rồi lại 65 cầm pháo rồi. Ôi rồi ôi sao đi cái tầm này nó cảm thấy nó khó khăn thế nhỉ. Phun rồi. Họ lại bỏ ra mép. Bỏ ra mép bắn khó chúng. Yes. Thần báo. Thần báo xong rồi nên băng các bạn. Thì đối thủ sẽ không tơn. Tưởng bắn mét này mình dễ bắn mịt lắm. Không biết pha này nó có ổn không.
Thường là vào mép này bắn cực kỳ dễ mít luôn. Rồi trúng rồi. Pháo có bao thì thực sự là một cái điều gì đấy nó rất là kinh khủng nếu như họ đứng gần. Cái điều đặc biệt của những vũ khí bao ba tia là cái bao của nó cực kỳ mạnh. Máy quá mít từ này rồi. Giờ làm gì đây? 1-4 không? Tôi cứ đang chay vậy. Đằng nào thì pháo đứng xa cũng không có góc để mà bao đâu. Thần báo hạt nhân. Hay thế, đối thủ không có góc rồi. Băng lại cái. Gia nhân đúng lúc thật. Tôi chết rồi, bắn hơi mạnh tí rồi. Trúng, 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 trúng. Rồi, may quá, trúng. Rồi, bấm cái này phát, bỏ qua. Cái skin đấy là giúp cho đối thủ không di chuyển được. Đấy, 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 thấy không? Không đi được. Hay phết. Giờ không bỏ, làm sao mà bay được. Nhìn anh đang full đây. Rồi lại hạt nhân. Hay thế nhở. Tuyệt vời đấy. Sau hai trận thua mình lại lấy lại phong độ. Khi mình nuôi pet mình nên để ý xem là nó có những skin gì. Có một số con pet có skin rất là hay ấy. Ví dụ như là kiến đỏ. Kiến đỏ skin nó rất là hay. Cái skin 4 của nó không mất máu và được cộng máu sau mỗi tơn. Để xem ông này nào, lại pháo đây. Không biết là như nào. Có lẽ sẽ là một tơn đam full ngay từ đầu. Kết liễu đối thủ nhanh chóng. Pháo đam to mà. Thua thì đánh chịu thôi. Rồi. Rồi, có góc rồi, hay quá. 70 chỗ này nó sẽ là tầm 48 đúng không? Ơ, mít sao lại mít được nhỉ? Tầm 50 nào. Bảo kích liên kích, hay quá. Hên. Da ngọc cũng đúng là quả đấy rất là hên. Pet hero mình sắp lên 5, sắp lên 3 sao rồi. Sắp đi không sợ ai rồi. Còn thiếu 5 mảnh nữa nhưng mà Vina Game nó cứ cho những cái vườn tiêu su nó đắt kinh khủng. Ngày trước hình như có cả event dùng bình tu luyện để lấy mảnh heal thì phải, bây giờ nó không cho nữa. Lên heal sao, lên sao của heal khó thật. Đa phun nó trúng không? Rồi, trúng rồi. Mình cũng sẽ đáp trả. Con này như là 40-62 thì phải. Đúng không? Ô thôi là rơi rồi. Phí thế. Lôi máu đi này. Phải trốn chui trốn lủi này. Mà mình 5x nhẽ ra nay đang power full luôn thì có khi là ăn. Ô kìa. Cái gì đây? Sau tuần này mình sẽ bay sang bạn. Ủa.
khỏe thế. Một hai bốn mà khỏe thế nhỉ? Bây giờ đi gặp 5X thấy dị vãi. 5X giết 5X đập 6X như con này. Rồi họ lại tấn trước. Một đang full có khi là lên đường luôn. Lại gặp cái cô bé vừa nãy Thánh. Chả biết là con gái con trai nữa. Băng làm gì đây? Băng chúng rồi. Làm gì tiếp theo đây? Cái thiệu băng làm gì không biết à? Bay lên. Đứng đây làm sao bắn trúng được? À, dùng cái skill này để mình không di chuyển được. Ok. Không sao. Thế là không có góc bắn nào. Chiến thuật họ hay đấy nhỉ. Xuyên giáp. Ôi 5x gì mạnh thế. Này chơi sao được. Lại xuống 16 rồi. Vừa lên 15 được một tí. Ôi, đầu tuần này đi khó thật. Nếu mà không muốn bị ăn hành thì tốt nhất là đầu tuần đi linh tinh mấy trận thôi. Cuối tuần thì bắt đầu cái hạng thì khác lên 15 hết. Tầm 35.000 lượt chiến thì lên hạng 15 hết. Bắn gì đây? Mình sẽ đứng ra mép này. Bắn được bao nhiêu đây? 62, 62, 62, 62, 62. Đây. Và kích liên kích. Biết thế đam full có phải hơn không? Ơ kìa. Hay đấy à? Vẫn có tên. Đi cứ như thế này phải là ngon không? Cứ gặp mấy cái thanh niên dị dị kia làm gì? Ui. Tự tin lên. Mình cũng khỏe mà có phải yếu đâu. 37.000 lực chiến mà. Rồi, lại 5x rồi. Không biết là 5x lần này có phải là 5x 5x kiểu gì đây. Đưa vào tương trước. Ôi. Sao 5x giờ khỏe thế? Tưởng bắn bay bò ra mép đấy mà mình không bắn trúng á. Cần thiết thì bay sang bắn luôn, tội gì. Giữa đầu. Đấy thế nhỉ. Tầm 70. Ồ, có vẻ là mít rồi hay sao. Ui gần trúng. Kích mau nó bao giờ. Tính như trận này trận cuối hay sao. Mong trận cuối vẫn ổn ổn tí. Lại bạo kích tiếp. Bao luôn xem nào. Không bắn giật dữ nữa. Đang thẳng mặt luôn.
Đúng rồi. Không chết, khỏe thế. Phải trường. Khỏe đấy nhỉ. Đang mic giờ mắc dị. Tôi lại thần báo. Từ nay giờ họ bắn chay mà cũng giết được mình. Lần nào cũng vậy, cứ trận cuối là thua. Clip này là clip thứ 3 rồi, cứ trận cuối là thua. Tôi có lẽ mình dừng clip tại đây thôi. Cảm ơn các bạn xem clip của mình nhá. Chào các bạn. À, nếu thấy hay thì các bạn subscribe cho mình nhá, để giúp mình thêm động lực làm thêm clip tiếp theo cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn nhé.